Có mặt tại Vida Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở cái video clip tiếp theo này, mình sẽ tiến hành trải nghiệm cái khả năng duyệt văn bản trên cái con máy chiếu Vivitech Viomi Q5RD này. Thì sau khi mình đã kết nối cái con Viomi Q5RD với cái chiếc laptop của mình với cổng HDMI, thì đây là cái màn hình hiển thị của chiếc laptop của mình trên màn chiếu, được trình chiếu bằng cái con Viomi Q5RD đây. Thì cái hình ảnh hiển thị có vẻ hơi mất một tí xíu, thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại. Thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn điều chỉnh ở cái video clip trước. Thì trong phần installation one này, chúng ta điều chỉnh lại cái độ zoom cho cái màn hình, thì mình chỉnh lại cái độ zoom đó, thì hình ảnh nó sẽ được gom vào, nó rất là đẹp ở đây đó. Thì đây là cái màn hình home screen trên cái hay gọi là cái màn hình desktop trên cái chiếc laptop của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành duyệt văn bản trên cái chiếc laptop để xem coi cái khả năng trình chiếu của cái chiếc máy chiếu này có rõ nét hay không, hình ảnh như thế nào. Rồi, thì ở đây mình có 4 file, một cái file PowerPoint, một cái file Excel, một cái file PDF và một cái file Word. Bây giờ mình sẽ mở từng tự những file này lên để xem coi khả năng trình chiếu hình ảnh của cái chiếc máy chiếu Viomi Q5RD này trên màn chiếu nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mở cái file Word trước. Đó. Thì như các bạn thấy trên màn chiếu thì cái màu sắc cũng như là cái độ nét của chữ rất là rõ ràng. Mình sẽ phóng to lên để các bạn thấy. Đó. Cái chiếc máy chiếu Viomi Q5RD này nó rất thích hợp cho cái những cái buổi seminar, những cái buổi hội nghị hay những cái buổi xem phim tại nhà trong những cái khoảng không gian thích hợp vừa phải. Đó. Chữ viết màu sắc rất là sắc nét và đẹp. Rồi, thì mình sẽ mở tiếp đến cái file PDF. Thì nếu nhà bạn có trang bị một cái phòng đa phương tiện, có trang bị một cái chiếc máy chiếu, thì thay vì phải dán cặp mắt của mình vào cái màn hình laptop để đọc những cái file PDF như thế này rất là chán, rất là mỏi mắt, cho nên là chỉ cần với một cái chiếc máy chiếu Viomi Q5RD này, bạn có thể duyệt những cái file này một cách rõ nét hơn, sinh động hơn, tránh được tình trạng mỏi mắt hơn. Đó, rất là nhiều. Đây, đây là những cái file PDF. Rồi, bây giờ mình sẽ mở tiếp đến cái file PowerPoint. Thì PowerPoint là một trong những cái công cụ rất là có hiệu quả trong cái việc truyền tải, diễn đạt những cái ý kiến của bạn đến người khác. Thì một cái chiếc máy chiếu tốt, có khả năng hiển thị tốt về màu sắc, hình ảnh, độ nét của hình ảnh thì sẽ giúp bạn thành công hơn trong những cái buổi như vậy. Thì cái chiếc máy chiếu Viomi Q5RD là một cái chiếc máy chiếu có thể mang đến điều đó cho bạn. Như bạn đã thấy thì cái chất lượng hiển thị cả về hình ảnh cũng như là chữ viết trên cái file PowerPoint này rất là đẹp, rất là sống động. Đó. Đây. Thì là một cái file PowerPoint đẹp kèm với cái khả năng trình chiếu tốt của cái chiếc máy chiếu sẽ giúp bạn thành công hơn trong những cái buổi seminar hay trong những cái buổi hội họp. Nó dễ dàng truyền tải những cái nội dung của bạn đang nói, sắp nói và định nói đến người nghe một cách dễ dàng hơn thay vì là nói bằng miệng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở đến cái file Excel. Cũng giống như những cái file văn phòng trước, thì cái khả năng trình chiếu của những cái file Excel này trên cái chiếc máy chiếu Viomi Q5RD cũng rất là tốt. Đây thì không có màu mè, tuy nhiên thì cái khả năng hiển thị chữ rất là
rõ ràng và sắc nét thì mình sẽ thêm màu vào. Chẳng hạn như ở đây mình tô màu đó màu vàng rất là nổi bật. Đây mình tô màu vàng, mình tô thêm những màu khác như là màu xanh đó, màu sắc rất là trung thực đó, chúng ta thấy. Rồi thì có thể tùy theo sở thích mà bạn chọn những cái dòng máy chiếu, tùy theo sở thích cũng như là tùy vào túi tiền của bạn mà chọn những dòng máy chiếu khác nhau. Tuy nhiên cái chiếc máy chiếu Qyumi Q5 RD có thể là một trong những cái lựa chọn hàng đầu khi mà bạn muốn tìm một chiếc máy chiếu để sử dụng trong những cái buổi hội thảo, những cái buổi thuyết trình trong lớp hay những cái buổi hội họp với cái không gian vừa phải, thì đây là một sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99 and it's a shame. Don't even know what you're worth. Everywhere you go, they stop instead 'cause you're